Kết quả các trận đấu sớm của vòng 10 V-League 2020. Trong chiều nay đã diễn ra 3 trận đấu sớm của vòng 10 V-League 2020. Hoàng Anh Gia Lai được thi đấu trên sân nhà. Đội bóng Phú Núi đã tận dụng tối đa lợi thế để giành thắng 3-1 trước câu lạc bộ Quảng Nam. 3 bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai là ghi do công của Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tuấn Anh và Trevor Watt. Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai đã lọt vào vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trận đấu sớm thứ hai của vòng 10 V-League 2020 là cuộc đọ sức giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Đức đã thi đấu phòng ngự phản công rất chất lượng. Họ đã giành chiến thắng 1-0 trước nhà đương kim Á quân. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Bruno Henrique ở phút thứ 35. Trong khi đó, trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC dù đánh giá cao hơn Hải Phòng, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của đội bóng đất cảng. Sau 90 phút tranh tài, nhà đương kim vô địch chỉ giành chiến thắng 1-0 nhờ pha phản lưới của Phạm Anh Hùng bên phía đối thủ. Bảng xếp hạng tạm thời của V-League 2020 sau các trận đấu sớm của vòng 10, Sài Gòn FC vẫn dẫn đầu với 19 điểm, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 17 điểm, Hoàng Anh Gia Lai đã lọt vào top 3 với 16 điểm, Viettel đứng thứ 4 với 15 điểm, Becamex Bình Dương đứng thứ 5 với 15 điểm, Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 6 với 15 điểm.